Bây giờ mình sẽ đo cái sung của chân 15 nhé. Sawtooth sau khi mình đã nối cái chân 1 chân và chân 2. À quên. Chân 1 của Z1 với chân 10. Chân 10 ở chân 1 của Z2 với chân 10 của Z1 nhé. Đấy, mình sẽ bật cái này lên. Đấy. Đây sung răng cưa ok. Nó cũng biên độ nó hơi dao động. Không biết cái này có đúng không. Nhưng mà biên độ nó hơi dao động. 6 7 8. Biên độ sung răng cưa hơi dao động. Ok. Chân 10 đây, chân 10 màu dây màu nâu nâu đấy. Đấu vào. Chân 10 rồi. Dây màu nâu nâu này đấu vào đây. Cũng không nó nói chung là cái điện áp cái V peak peak của cái chân số 10 này nó cũng chưa ổn định lắm, nó chảy nó V. Peak to peak, shadow one peak to peak. Có vẻ như lâu lâu nó lại giọt lên. Súng thì ổn định. Nhưng tại sao cái chỉ số nó thỉnh thoảng nó giọt lên không hiểu. Thật rồi. Mình sẽ điều tra sau. Ok. Đấy. Mình tắt phát. Nó chạy một tí nó tắt.